sẽ giới thiệu tiếp, tức là chúng ta sẽ làm sang đến những phần mà đặt camera view cho công trình. Thì ví dụ như đặt camera view và hiệu chỉnh các cái visual style cho công trình, thì đơn giản thì chúng ta sẽ về ví dụ như tầng sân vườn này, thì tạm thời chúng ta chưa có một cái size địa hình ở bên ngoài, thì các bạn vẽ cho tôi một cái sàn cũng được. Các bạn chọn tôi vào floor floor architecture này, các bạn chọn lên một cái sàn basic thôi, bạn vẽ rộng ra một chút này. Các bạn sẽ coi đây nó là một cái phần gì, phần sân vườn này, coi như phẳng đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ đặt camera thứ ở đây như thế nào. Các bạn sẽ vào tầng 1 này đấy, hoặc các bạn vào tầng sân vườn này, các đặt camera thì bạn sẽ vào view này. Thì trong đây nó có camera 3D view, thì bạn sẽ nhìn chữ camera, thì nó sẽ kích vào cái camera này. Thì ở đây nó sẽ có phần là chọn là proactive, là có biểu là nó camera có điểm tụ. Đấy nha. Còn nếu mà không có cái này thì các bạn sẽ thấy nó có scan, có nghĩa là nó sẽ làm gì, hình chiếu trục đo, nó sẽ có tỷ lệ. Proactive là có điểm tụ thì chọn đây, ví dụ như chiều cao tầm mắt là 1,6 m là đến từ tầng sân vườn. Bây giờ tôi kích một điểm ở đây, tôi kéo cái này ra đây nhá. Ok, những camera này các bạn sẽ thấy đây đó, camera chúng ta đang nhìn từ phía gì này, sẽ từ phía dưới này đấy, hoặc chúng ta chọn đây camera, chọn bên trên này được camera, bạn chọn từ góc này, click vào đây, click qua đây, bạn sẽ thấy đây đấy. Cái khung crop này chúng ta cũng hạn chế, chúng ta co kéo, chúng ta sẽ dùng ở đây là nó có một cái gọi là cái full la vision well. Nếu ta mất cái tab này đi ấy, nó sẽ vào view này, user interface bên này, các bạn sẽ thấy nhìn đây nó chữ là navigation bar, chọn tích ở đây nó sẽ ra này. Thì bên trên này nó sẽ có một cái phần ở đây là click vào đây, nó sẽ có phần thứ nhất là các bạn sẽ thấy là zoom, là chúng ta zoom ra zoom vào này đúng không? Up down là cao thấp của tầm mắt này, walk là chúng ta đi vào đấy, walk đi vào này, lúc là để chúng ta xoay. Center thì chúng ta chọn là cái bias để vị trí nào thôi. Pan thì chúng ta sẽ di chuyển pan như này. Đó. Review là chúng ta xem lại những cái chỉnh sửa của chúng ta thôi. Được nhé. Đây. Orbit là chúng ta có thể lấy một trục để chúng ta xoay cái góc mà chúng ta muốn để hiệu chỉnh cho nó phù hợp nhé. Còn zoom ra zoom vào. Đấy. Cố gắng làm sao chúng ta như vậy để cho nó đỡ méo hình. Còn up down chúng ta sẽ lên thấp nha, còn pan chúng ta sẽ di chuyển bố cục sao cho nó phù hợp. Ví dụ như vậy, chúng ta không nên co kéo cái tấm hình này nó quá nhiều, nó sẽ dẫn đến cái việc là chúng ta bị méo hình hay sát quá. Bạn thấy không? Thì đây nó 3D view 1, 3D view 2. Ví dụ sát nhẹ quá, chúng ta sẽ chọn đây, chúng ta sẽ đi vòng walk này, một vòng walk này. Chúng ta có thể up down, hoặc chúng ta có thể lúc này, lúc mà chúng ta có thể xem, hoặc là chúng ta xoay xoay công trình theo ý chúng ta mong muốn nha. Review theo lại những cái mà chúng ta đã chỉnh sửa nha, zoom chúng ta zoom vào, up down xuống thấp, lúc ok, pan di chuyển zoom. Thì thường chúng ta sẽ chỉnh vào cái công cụ như vậy. Thì đây là các cái công cụ về, đây là phối ảnh góc. Nhưng các bạn muốn phối ảnh thể giữa tầng 3 này. Phối ảnh thể bạn chọn đây. Được. Đây rồi. Thì đây là phối ảnh tổng thể. Thì các bạn có thể view số 3 này. Các bạn có thể về 3D view default này. Còn thấy đây đúng không? Thì muốn nhìn thấy cái view số 3 này, các bạn chỉ cần chuột phải đây. Các bạn chỉ cần show tôi camera lên thôi. Thì ở trên 3D view default này, nó sẽ show ra cái view 3D. Thì view 3D ở đây ấy, nó sẽ có phần là cái chiều cao của cái camera này, chúng ta có thể co kéo nó thay đổi được này, cao offset này, chúng ta có thể co kéo cái target này, cao thấp xuống này, chúng ta có thể chọn cái pha cam này, đấy, pha cam nhìn xa hay nhìn gần, nha, muốn nhìn xa
như này là nhìn thấy nửa công trình thôi chẳng hạn, thấy không? Show camera. Người thấy không? Đó thì như vậy thì chúng ta sẽ thấy ở đây là toàn bộ phối ảnh tổng thể chúng ta sẽ nhìn thấy như này. Đó. Còn nếu chúng ta muốn mà cái phối cảnh nội thất tức là tầng 2 này nhỉ. Các bạn phối ảnh nội thất chọn này. Camera. Thì sau khi các bạn đặt này các bạn có thể link với Enscape thì nó sẽ vào từng view rồi luôn, nó chọn từng view cho các bạn luôn. Nhá. Đặt góc trước mà. Nè. Up down, các bạn thể chọn này. Đây, phối cảnh nội thất đây. Nha. Đấy, bạn muốn kéo vừa vừa thôi không mình nhìn nó ghê quá nha. Đấy, đóng cái trần lên là xong. Ví dụ như vậy thì các bạn có thể có kéo được cái việc là lúc này bạn xoay này, xoay cam này, up down này nha, quắc này, lùi ra lùi vào này. Đúng. Zoom ra zoom vào này. Tùy thì ta mong muốn thì tôi sẽ chọn đây là ví dụ như là nội thất chẳng hạn, nội thất không một chẳng hạn, đúng không? Cái này các bạn thì chuột phải lên tôi đem các bạn ghi tổng thể không một chẳng hạn đấy nhé. Đây các bạn thì chi view là phối cảnh góc chẳng hạn, tôi ghi đây là g 01 chẳng hạn nhé, đây là g 02 chẳng hạn. Ok, anh thấy không? Là 01 và 02. Bạn có thể là tạo ra được những cái 3D view default này tách riêng, độc lập cho từng tầng bằng cách là chuột phải đây. Bạn duplicate, duplicate view này. Thì bạn sẽ thấy là duplicate là nhân bản này lên đâu. Bạn chuột phải đây, bạn chọn cho tôi đây. Ví dụ như các bạn chọn đây là mặt bằng tầng 1 chẳng hạn. Ok. Không sao cả. Thì các bạn chọn tôi đây, chọn cái view này. Thì bên này nó có phần là view twice là kiểu view ra là 3D view. Bạn sẽ nhìn đây đây là đây, đây là 3D view. Còn khi tôi edit twice ở này thì các bạn sẽ thấy family của nó là 3D view, system family 3D view, kiểu của nó là kiểu 3D view. Nhưng tôi duplicate cái view ở đây. Tôi chọn đây là 3D view hoặc là tôi chọn đây là 3D mặt bằng. Ok. Ok. Các bạn sẽ thấy đây nó sẽ tách ra các bạn là 3D mặt bằng hoàn tầng 1 đây. Đấy, từ đây các bạn đắp đi kết này. Chọn đây, green em. Bạn chọn lên mặt bằng tầng 2. Tiếp tục đây. Đắp đi kết. Bạn chọn tôi green em. Đây là mặt bằng tầng 3. Đúng không? Để cái phối cảnh tầng này nó chuẩn thì các bạn cũng có thể là tạm thời chọn đây các bạn ẩn cho tôi cái ẩn element đi nhé. Thì các bạn chọn vào mặt bằng này, bằng tầng 1 đây. Các bạn nhìn cái khối cube này không? Cái khối này chính là cái phần là cube. View cube. Nếu mà ta tích vào đây, view cube nó sẽ hiển thị ra thôi. Rồi nha. Thì ta chọn này. Thì các bạn chọn là Orient to View đến Floor Plan. Thì các bạn chọn cho tôi đây là mặt bằng tầng 1. Floor plan nha, chọn đến tầng 1. Ok. Thì Revit Automatic nó sẽ cắt cho chúng ta làm sao qua tầng 1. Ví dụ chọn đây tầng 2, bạn chọn này. Các bạn ẩn cái này đi để cho cái crop view nó không crop qua một cái khối rộng như vậy thôi. Thì chuột phải ở đây, Orient to View, Floor Plan, các bạn chọn tôi là tầng 2. Bạn sẽ thấy đây. Đây này. Cái khối này nó cắt rộng bởi vì là cái level của nó nhá, level của nó rộng, khung crop view nó rộng à. Đó. Thì bạn sẽ thấy đây, đây ở dưới này mình có thể cắt xuống một tí này, cắt đây xuống một tí này.
Các bạn sẽ thấy đây là mặt bằng cắt qua từng tầng này. Đúng. Đó thì như, kể cả những cái này này tôi đặt cùng một góc này, một góc nghiêng này. Còn sau này các bạn xếp vào sheet thì các bạn xếp vào thì nó sẽ xếp cho chồng chồng, nó sẽ giống như bóc tách từng tầng rồi đó. Tầng 3 thì tương tự như vậy thôi. Order to view floor plan trên tầng 3. Đó. Người thấy không? Tầng 3 này. Đấy thì đây là phối cảnh mặt bằng. Còn tương tự đối với mặt cắt cũng như vậy này. Chọn này, bạn double click. Tôi chọn này, ghi lên 3D mặt cắt. Đúng không? Mặt cắt AA này. À. Ok. Thì chọn này. Các bạn vào cho tôi cái phần là gì? Đây, edit file, duplicate cái view này, chọn đây là 3D gì? Mặt cắt. Ok. Ok, thì nó sẽ nhóm ra chúng ta là một cái 3D view mặt cắt. À. Duplicate. Cắt này là view name, mặt cắt 11 chẳng hạn. Đúng không? Ví dụ mặt cắt 11 chúng ta sẽ nhìn trên đây. Các bạn sẽ thấy nó có hai cái mặt cắt này là 11 này. Đúng không? Thì sẽ có một mặt cắt dọc nữa. Đây. Dùng mặt cắt qua vị trí này. Là mặt cắt AA. Mình nhìn đến đâu? Do mình thôi. Drop view. Đấy này. Còn các bạn muốn càng nhiều mặt cắt thì các bạn cứ đặt qua vị trí đây thôi. Nha, thì các bạn sẽ tích ở đây mặt cắt này. Mặt cắt này nó sẽ mang tên là Section 1 và Section 2. Thì mặt cắt 11 này tôi sẽ chọn đây là Origin to View đến Section và tôi chọn là Section 1 thì đây nó sẽ là mặt cắt 3D và đúng cái vị trí nét cắt đấy người này đâu đúng, đây này và đúng vị trí nét cắt đấy. Còn nếu mặt cắt AA thì Origin to View các bạn đến Section 22 đúng qua cái vị trí mặt cắt này. Các bạn thấy đây không? Đúng không? Đó. Thì đây là cái đặt view hiển thị mặt bằng mặt cắt đặt phối cảnh nha. Chúng ta có thể phối cảnh 2D 3D thì những cái này nó thiết lập sẵn nếu mà sao nó sẽ rất là đơn giản.